Mình chào quý vị và các bạn trở lại với channel của Thị Chiến. Hôm nay em cùng với bác Tống Vật Ký ở Ninh Bình đi xem cái vườn cây ở Nghệ An, thì có vào đây thì xem một số cái cây của anh Ngọc. Thì vườn cây của anh cũng rất là đa dạng vì là cây thương mại cho nên là nó cũng vừa giá tiền. Thì thấy mấy cái xanh đẹp quá, thì đặc biệt là có cái cây xanh trực này đẹp quá, thì làm một đoạn clip ngắn gửi lên cho các bác. Cái này tổng chiều cao khoảng tầm 1m2 các bác nhé. Đây thì lấy cái bóng trước này, đó có con tử. Bác Tống Văn Ký thì lại đang hỏi cái chậu ở phía ngoài. Cây này trước sốt thì đang kêu là 150 triệu. Nhưng bây giờ thì nó khác. Thì nó em cũng làm cái clip này đưa lên đây các bác, nếu ai mà thấy thích thì quan tâm cây này thì có thể là liên hệ trực tiếp với anh chủ vườn này, đó là anh Ngọc. Ở các bác còn nhớ cái clip lần trước có cái cây mà em bảo là khúc cụi 100 triệu đấy, cây đấy nó bán rồi các bác nhá. Đây là cái bóng tàn của nó này, nó nguyên là cái cổ các bác nhá, không không có vết cắt tỉa đâu, chỉ trên ngọn của nó là đã có 1 2 3 vết cắt bé bé thì không tính đến đâu. Thì nay thì đi làm cái clip này thì cũng biết đâu các bác quan tâm. Thân hoành này rất là to. Cái tại ở dưới này to nhá. Đây là cốt một nhá, không phải là hàng ghép đâu nhá. Nó cũng chuẩn là chuẩn lá đang biến xịn đấy. Đây là cái bóng, cái tay hoành của nó rơi vào tầm độ, tất cả hai bóng là rơi vào tầm độ 1m6 nhá, 1m8, 1m8 các bác ạ. Đây là bộ bệ của nó này, những cái rễ rất là to thô. Nhưng cái này thì có một số cái cách để xử lý về nó thì cũng rất dễ. Là nó sẽ đẹp ngay. Đặc biệt là nếu cái dòng rễ to này thì các bác còn nhớ cái clip xử lý của bác chú Mạnh Hùng. Cái clip xử lý rễ ấy thì áp dụng vào cái cây này thì nó rất rất là hợp lý. Mà thực ra thì nó áp dụng vào cây này là quá quá chuẩn của các bác ạ. Các cái cổ lên lắc rất là đều này. Nó tổng 5 bông, nó là cây ngũ phúc các bác nhé. Đấy, già đành đét luôn. Cây này thì cũng hơi cơm nắng một tí nhưng mà da nó rất là già các bác này, nó thực già nhé. Bác Ký thì đang còn đứng ở ngoài kia kìa. Nó được xẻ ra cũng rất là nhiều bông. Vẫn nguyên là tàn cổ. Cái bệ nó có sâu có xa, có gần có xa đấy, nhìn rất là đẹp này. Cái này thì phải thay chậu. Con tử của nó cũng nguyên các bác nhá. Không phải là hàng cái đắp ghép đâu nhá. Đây. Đứng ngoài này thấy cái bóng nó rõ hơn các bác này. Trong cái nhà mới làm thì cũng rất là đẹp. Ở đây thì có một số cây hàng đục, hàng phôi, hàng mini đấy. Các bác nếu quan tâm thì có thể là liên hệ trực tiếp. Tí nữa em sẽ post cái số anh Ngọc ở phần ghi phần bình luận các bác nhé. Đang mua mấy cây hoa giấy với lại là một đây cái tục là Hán bài tài hoành kiểu vật nhân rất là đẹp, điệu nghệ làm trang trí ngôi nhà thêm đẹp các bác ạ.
Đây thì có một số cây mini, cây điển mini các bác này. Hàng này về nuôi. Đây, như lực sĩ luôn này. Ngoài kia thì có cái cốt ôm chậu. Một số cái si đỏ, si búp đỏ này. Vườn này cũng rất là nhiều cây bóng mát, đặc biệt là cái cây mận, cây roi này cũng là bóng mát nhưng mà nghệ thuật các bác này. Bác ký đi đâu rồi nhỉ? Chắc lại quay quay quanh đâu đấy. Đây là một cây mẫu đơn, có đường kính ở dưới gốc nó cũng là phải tầm 30. Hoa rất là đẹp, hoa như gầy 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 bắt tô các bác. Tay em có gì đâu này, bông nào cũng thế này, bắt đầu cho hoa mà. Đây là một cái điền nữa, chúng ta cùng xem lại cái điền này cho kỹ hơn nhé. Cây này thì lúc nãy bác chủ nhà báo là thời điểm này nó còn rơi vào tầm độ, tôi hỏi giá thì bác bảo rơi tầm độ 70 triệu, nhưng mà anh Ngọc hình như là để chơi, nhưng mà có khi có những cái giá mà nó hợp lý hơn thì có thể là cái giao lưu được, có thể là như thế, nhận định của em thôi. Cây này thì bông tai cần xếp lại cho nó gọn hơn một tí. Đây là cái đồi tùng, một cây hoa giấy rất đẹp. Đây là một cây điền này, nhưng mà bỏ ở đây nó cớm nắng quá các bác ạ, nó không không được nhiều nắng đâu, nó cũng rất là già, dáng cổ. Dáng tàn cổ. Cây này thì không bao nhiêu tiền, cây này nó rơi vào tầm bao nhiêu tiền bác nhỉ? Vâng, trên 20 thôi. trên dưới 20, do chủ nhà có thể liên hệ. Cái to đằng kia là bao nhiêu bác nhỉ? Cái to nói về nó nói thằng cháu nó không bán. À, không bán à? Mời hỏi là 150 triệu đấy. Vâng, ngày Giá trước này chốt 150 triệu đấy. ngày trước là 150 các bác nhé. Đây thì xem qua cái vườn cây này thì cũng rất là đẹp. Ở đây thì có rất nhiều cây bông mát, đặc biệt những cái cây mận quân nó hoành rất là to. Những cây xoài các bác nếu mà có thể liên hệ thì liên hệ với chủ nhà các bác nhé. Cây mưng cũng rất là to. Bác Ký thì đang đứng ở ngoài, đang hỏi đôi chậu này các bác này. Cây này là chậu cổ này, chậu vui hầu của các cụ ngày xưa này. Sao rồi bác nhỉ? 30 mà không bán. 30 đôi này á? Ừ, 30 triệu. 30 triệu đôi này. Mà đòi bao nhiêu bác nhỉ? 34 triệu. Ui giời, ông đang lên tí, ông hạ xuống tí là ngon đấy mà. Bây giờ nó hiếm rồi. Không phải hiếm mà. Đấy. Bác cũng giờ bắt tiền xe thì một cây ổ ra báo. Thân rất là lắc lơ. Đây thì đứng từ ngoài này nhìn vào toàn cảnh ở trong nhà. Đấy, chủ nhà đây đã bảo là 34 triệu. Bác ký giả 30. Làm cái khuôn viên này cũng rất là đẹp các bác ạ. Mát, nhiều cây, nhà đẹp, mới xây lên nữa. Rất là hợp lý. Cái chậu kia thì không phải coi nữa đâu bác ạ. Cái chậu kia thì đúng đúng chất chuẩn đấy. Có xem thì bác xem kỹ cái chậu bên này. Cái chậu này thì nó là vôi hàu được đục đập từ cái vỏ sò nó bột ra. Thì bắt đầu trộn vôi mật, bắt đầu làm. Nó đúng chất luôn các bác nhé, không phải chậu xi măng đâu nhé. Đây này. Vôi hàu, cát bột. Cát rồi sàng lọc đi đấy. Đính ba cái đĩa.
một số hình ảnh về vườn của anh Ngọc ở tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của Thủy Chiến đến đây là kết thúc các bác nhé. Nếu các bác thích cây nào thì có thể là liên lạc trực tiếp với anh Ngọc ở cái số điện thoại em gom ở phần bình luận đấy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đang chờ chung kết đôi chậu này.